Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Lâu lắm rồi á, cỡ mười mấy ngày rồi không có lên clip. Hôm nay có tâm trạng hứng nói lại nên lên một cái clip nhẹ nhàng đến cho các bạn. Hôm nay Phương sẽ làm một cái clip trong cái mảng danh sách là căn bản sống. Cái chủ đề hôm nay Phương muốn nói tới đó chính là Phương muốn nhắc các bạn làm một cái bước cực kỳ quan trọng đối với cái số điện thoại mà các bạn đang sử dụng. Đó chính là nhắc các bạn đi đăng ký thông tin thuê bao chính chủ của mình đối với cái số điện thoại đó, đối với cái sim đó ha. Thì chúng ta đã có cái thông báo nhận được rất là lâu từ phía các nhà mạng rồi, là yêu cầu những thuê bao mà đang sử dụng số điện thoại của nhà mạng nào đó thì ra phía trung tâm ủy quyền của những cái nhà mạng đó để đăng ký thông tin thuê bao chính chủ rồi ha. Thông tin thuê bao chính chủ là sao? Có nghĩa là cái số điện thoại đó sẽ được nạp những cái thông tin cá nhân của bạn vào cái số điện thoại đó. Đó có nghĩa là có thể từ cái số điện thoại đó có thể check được thông tin của các bạn ra ha. Thì đây là một cái bước nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đây là cái bước tiền đề để giúp cho các bạn tạo tài khoản trên dịch vụ công của nhà nước, hoặc là các bạn làm những cái hồ sơ, làm những cái thủ tục gì đó online ha. Tại vì khi mà các bạn làm những cái thủ tục hay những cái gì đó mà online từ phía dịch vụ công á, thì nó yêu cầu các bạn là phải có một cái số điện thoại thuê bao chính chủ nha. Thì đây là một cái việc nó rất là cơ bản thôi các bạn. Tuy nhiên thì Phương thấy hầu như không có ai quan tâm. Cho tới khi dạo gần đây bắt đầu nhà nước mình chuyển đổi số sang công nghệ số các bạn, kỹ thuật số về những cái mảng mà thông tin di trú của công dân thì mọi người mới tá hỏa. Tại vì các bạn đăng ký tạo tài khoản thì yêu cầu các bạn phải có một cái số điện thoại mà đã được đăng ký thông tin chính chủ đó. Thì cái việc mà kiểm tra cái số điện thoại đó đã được đăng ký thông tin của mình chưa thì nó rất là đơn giản các bạn. Các bạn phải soạn giùm Phương một cái cú pháp như thế này: TTTB gửi 1414 cho tất cả nhà mạng. Các bạn xài nhà mạng nào các bạn cũng phải sử dụng cái cú pháp này hết. Thì sau khi các bạn gửi đi thì phía nhà mạng sẽ gửi lại cho các bạn một cái nội dung như thế này. Thì cái nội dung này cho các bạn biết cái gì? Tên các bạn, thông tin cá nhân ABC này nọ của các bạn, số căn cước công dân của các bạn ha. Thì lúc đó cái số điện thoại này nó mới thuộc quyền sở hữu của các bạn 100% nha các bạn. Nếu mà các bạn không đăng ký thông tin cho một cái số điện thoại mà các bạn đang sử dụng thì các bạn sẽ gặp những cái trường hợp gì? Để Phương ví dụ cho các bạn. Đầu tiên, các bạn không thể đăng ký những cái dịch vụ công từ phía nhà nước, cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn rất dễ bị mất số điện thoại. Rất dễ bị mất số điện thoại. Tại vì một cái số SIM mà các bạn không đăng ký thuê bao, không đăng ký thông tin cá nhân thì theo một khoảng thời gian nó có thể tự động bị nhà mạng lấy lại. Hoặc là trước đó cái số SIM đó, cái số điện thoại đó nó đã được đăng ký thông tin bởi một cá nhân nào đó ha. Tại vì các bạn không hẳn các bạn vô 100% là các bạn vô những cái trung tâm ủy quyền của tất cả nhà mạng để các bạn mua SIM. Các bạn có thể mua SIM bởi một cái cửa hàng điện thoại di động nào đó. Thì người ta sẽ đăng ký thông tin bởi một cái cá nhân khác, không phải là các bạn, để bán ra. Tại vì nếu không đăng ký thông tin cá nhân để lâu, cái SIM đó nó mất, nó sẽ bị hết hạn và nó không hoạt động được. Đó. Nhiều người chọn cho mình một cái số SIM, cảm thấy ưng cái số đó lắm, mua về để đăng ký thông tin, mua về để muốn xài luôn. Tuy nhiên quên khuấy đi cái việc là đăng ký thông tin cá nhân của mình. Bởi vậy theo thời gian tự nhiên cái số đó mất thì nó rất là uổng. Và khi mà cái số đó mất, các bạn biết nó kéo theo rất là nhiều hệ lụy không? Các bạn xài Facebook, Zalo, Gmail hay tất cả những cái gì mà liên quan tới mạng xã hội thì cái quá trình mà các bạn tạo ra nó đều có cái mục là số điện thoại của các bạn. Thì để khi mà có bị sự những cái tài khoản mạng xã hội của các bạn nó có một cái vấn đề gì đó mà các bạn cần khôi phục lại, cần lấy lại mật khẩu thì các bạn phải cần có cái số điện thoại chính chủ của mình. Thì phía những cái nhà mạng xã hội đó nó sẽ gửi lại cho các bạn mã OTP để các bạn khôi phục lại cái tài khoản cái mạng xã hội của mình lại ha. Mà nếu mà các bạn bị mất cái số điện thoại đó là xong luôn ha. Các bạn phải nhớ ở cái vấn đề này. Và cái kế tiếp và cái kế tiếp cực kỳ quan trọng luôn, đó chính là ngân hàng. Hầu như bây giờ ai cũng sử dụng Internet Banking hết và nó đều kết nối chặt chẽ đến đối với cái số điện thoại của các bạn.
hễ mà có một cái vấn đề gì đó là phía ngân hàng hay ứng dụng ngân hàng nó sẽ gửi cái mã OTP về cho số điện thoại của các bạn để cho các bạn thực hiện thao tác chuyển tiền, nhận tiền hay làm bất cứ gì đối với cái app của ngân hàng. Và nếu mà cái số điện thoại của các bạn có vấn đề gì đó thì rất là mệt nha. Đó cũng là một cái phần mà các bạn cần phải quan tâm và lưu ý. Và kế đến, đây là một cái phụ trợ theo thôi. Khi mà một cái số điện thoại mà đã được đăng ký thông tin cá nhân đầy đủ và các bạn xài đủ lâu, thì những cái đơn vị khác khi mà muốn check thông tin của các bạn, họ chỉ cần, không cần bạn đọc cái gì hết, chỉ cần bạn đọc số điện thoại của các bạn thôi là họ đã ra được thông tin của các bạn, đặc biệt là đối với ngân hàng. Thậm chí gần đây có cái dịch vụ ngân hàng mà cho các bạn vay dựa vào, người ta sẽ check thông tin của các bạn dựa vào cái số điện thoại của các bạn xài luôn á, là các bạn hiểu. Có nghĩa là cái độ thông tin cũng như cái độ mạnh về cái số cái điện thoại của các bạn ha. Đó. Thì đó là rất là quan trọng. Thì các bạn soạn cái cú pháp hồi nãy Phương đã hướng dẫn, kiểm tra coi có đúng thông tin không. Nếu mà chưa đúng thông tin thì các bạn ra trung tâm của nhà mạng ha, để thực hiện cái thao tác sửa đổi thông tin hay chỉnh trang lại thông tin của mình đối với cái số điện thoại mình đang sử dụng nha các bạn. Mình là một cá nhân đầy uy tín, đầy trách nhiệm, thì cái tất cả những cái gì liên quan tới cá nhân của mình thì các bạn phải làm cho nó đẹp. Cái số điện thoại đó, thông tin của tao đầy đủ hết ha. Chỉ có những đứa mà nó đi mượn tiền hay là nó mượn tiền, giật tiền hay giật nợ các bạn, thì những cái đứa đó nó mới đổi số thôi. Chứ còn một người mà đàng hoàng bình thường là người ta xài một cái số điện thoại mấy chục năm. Thì Phương xài một cái số điện thoại chắc bây giờ cũng gần, để Phương coi coi. Phương xài cái số điện thoại của hiện tại của Phương là từ 2007 các bạn. 2007, 2017. Còn mấy năm nữa là chắc cũng gần 20 năm. Đó, các bạn thấy không? Chỉ có cái tụi mà giật nợ, trốn nợ, giật tiền nó mới không làm những cái bước đó, nó mới bỏ số điện thoại thôi các bạn. Chứ còn mà mình một người công dân bình thường thì không ai đi bỏ cái số điện thoại hết á. Và người ta phải đăng ký đầy đủ thông tin trên cái số điện thoại đó, để từ cái số điện thoại đó các bạn có thể đăng ký được tài khoản dịch vụ công. Trong cái dịch vụ công các bạn sẽ làm những thủ tục hồ sơ nó liên quan tới cái tài khoản, nó cũng liên quan tới cái tài khoản số điện thoại của mình nữa các bạn ha. Đó, lưu ý nhớ nha các bạn, thực hiện bây giờ sau khi xem xong cái clip này, thực hiện cái cú pháp này, kiểm tra coi là cái số SIM, cái số điện thoại mình đang sử dụng nó có đúng với thông tin của mình không. Nếu không đúng thì các bạn ra những cái trung tâm ủy quyền của các nhà mạng ha, xài mạng nào thì ra trung tâm ủy quyền của mạng đó để kiểm tra lại thông tin và đặt cập nhật lại thông tin của mình cho nó chính xác nha các bạn ha. Nếu Phương nghĩ là bây giờ mà các bạn mà đi ra thế nào nó cũng lòi ra những cái trường hợp là số này của tôi xài mà tự nhiên cái tên nào nó đứng tên số của tôi đó. Lưu ý ở cái điểm này ha các bạn. Và các bạn trẻ mà dưới 14 tuổi chưa có căn cước công dân á, thì các bạn phải lấy thông tin của cha hoặc mẹ để đăng ký cái số đó cho mình nha các bạn. Để rồi sau này, sau khi tới 14 tuổi các bạn có căn cước công dân thì các bạn sẽ kêu cha hoặc là mẹ của các bạn để đổi thông tin qua cho các bạn cho nó hợp pháp ha, cũng như thuận tiện cho cái việc mà các bạn hoạt động trên những cái ứng dụng, trên những cái nền tảng của điện thoại di động hoặc là công nghệ số ha các bạn. Lưu ý ở cái điểm này nha, cực kỳ lưu ý nha các bạn. Một cái điểm rất là nhỏ nhưng mà nó tác hại cũng như là cái sự ảnh hưởng của nó rất là lớn trong tương lai á. Rồi, chúc các bạn may mắn.